Nam Minh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phóng sự Cộng đồng. Kính thưa quý vị, sự kiện cộng đồng nổi bật nhất vào cuối tuần qua, đó chính là chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh, Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 9 diễn ra tại sân vận động trường trung học Yerba Buena. Chương trình đã thu hút hàng chục ngàn đồng hương đến tham dự sự kiện có ý nghĩa nhất của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, nhằm mục đích gây quỹ để trợ giúp cho anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống trong hoàn cảnh khốn khó tại quê nhà, Hội Tương trợ Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa Bắc Cali phối hợp với đài truyền hình SBTN, Trung tâm Asia và Hội HO Cứu trợ Thương phế binh và Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, cùng sự hỗ trợ của gần 50 hội đoàn và nhiều cơ quan truyền thông báo chí cả hai miền Nam Bắc Cali, chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh, Người Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 9 đã được tổ chức vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2015 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ chiều tại sân vận động trường trung học Yerba Buena, San Jose, Bắc Cali. Đây là một đại nhạc hội ngoài trời để gây quỹ trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa lớn nhất ở hải ngoại, với 50 hội đoàn tham gia và hơn 50 ca sĩ nổi tiếng của người Việt khắp nơi ở hải ngoại về góp mặt trong chương trình. Tiêu biểu như MC Nam Lộc, Diệu Quyên, Thùy Dương, ca sĩ Thanh Thúy, Trang Thanh Lan, Mỹ Huyền, Băng Tâm, Đoàn Phi và cùng nhiều các nghệ sĩ khác. Kính thưa quý vị, để tổ chức được một chương trình lớn như thế này nhằm gây quỹ cho các thương phế binh ở Việt Nam 9 năm qua, thì chắc rằng người đã đứng sau chương trình lớn này sẽ là một người rất tâm huyết và có tấm lòng yêu thương rất lớn đến các đồng hương thương binh tại Việt Nam. Và người đó là cựu trung tá bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội trưởng Hội HO Cứu trợ Thương phế binh và Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa chia sẻ. Tôi là Hội trưởng Hội HO Cứu trợ Thương phế binh ở Nam Cali lên đây và phụ trách phó trưởng ban tổ chức, và tất cả tiền bạc thu được thì ban tổ chức sẽ trao lại cho chúng tôi hết để mà có nhiệm vụ gửi tiền về cho anh em ở Việt Nam. Họ rất là mong, rất là chờ đợi, rất là tội nghiệp. Hôm nay đến đây thấy quang cảnh rất là đông vui, và nhất là các cơ quan truyền thông báo chí rất là đông đến đây, nghĩa là mọi người đều quan tâm đến thương phế binh, đều có lòng nhớ đến thương phế binh. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ. Bên cạnh đó, ông Phan Nguyễn là hội phó Hội HO cũng đã có những cảm nghĩ đến chương trình. Vấn đề mà thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bây giờ đã thành vấn đề phổ cập, gần như tất cả đồng hương chúng ta đều biết được thân phận khổ đau của những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, với sự giúp đỡ của Trung tâm Asia, SBTN và Trung tâm Asia đã tổ chức được lần này là 9 lần đại nhạc hội để giúp thương phế binh, là những người mà có thể nói là những đồng đội của chúng tôi, những người bất hạnh nhất, bởi vì người ta đã hy sinh một phần tuổi trẻ, một thời thanh xuân cho đất nước, mà bây giờ cái số phận của người ta ở Việt Nam đã bị coi như là những con người bị bỏ ra bên lề xã hội. Do đó, chúng tôi là những người cựu quân nhân, những đồng đội của họ, cảm thấy mình có bổn phận phải làm một chút gì đó cho những người bạn đồng đội của mình, bất hạnh của mình. Bên cạnh những người đóng giữ vai trò lớn trong chương trình, các thành viên khác của ban tổ chức cũng có vai trò không nhỏ khi thực hiện chương trình. Đó là những đại diện của các ban tài chính, ban ẩm thực và ban kiểm soát vé cũng chia sẻ với quý vị khán giả. Trong lòng chúng tôi hy vọng thôi là sẽ được trên 1 triệu, tại vì có năm chúng tôi cũng đã đạt được 1 triệu hơn rồi. Vì một cái buổi từ thiện mà có ý nghĩa cho mấy anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, chỉ Lệ Điệp tới mời là người ta sẵn sàng ủng hộ. Đó là cái tinh thần của tất cả những nhà bảo trợ, Ly Sandwich, Phở Gà An Nam, Hương Lan Sandwich, Thai Lover và những cái công ty khác đều sẵn sàng bảo trợ thực phẩm cho ban tổ chức. Nói thật thì chúng tôi rất là vui vì được góp một bàn tay vào để mà giúp ban tổ chức. Chương trình thu hút hàng chục ngàn người đến tham dự, trong đó có các nhà bảo trợ lớn đến từ những nơi rất xa. Đại diện có ông Lê Quốc Tuấn và bà Kimberly Hồ, là bác sĩ CEO của thương hiệu mỹ phẩm Amboche, đã chia sẻ với phóng viên đài truyền hình Việt Today. Voice Canada đó thì từ trước giờ đó, đây là lần đầu tiên mà Voice Canada tham dự một cái chương trình bảo trợ có ý nghĩa như vậy. Tại vì chúng tôi thiết nghĩ đó là thứ nhất đó là năm nay là cái năm kỷ niệm 40 năm những cái ngày mà chúng ta mất nước,
thì cái công việc này, cái công việc đầy ý nghĩa này là rất nhiều người đã làm trong rất nhiều năm qua rồi. Tuy nhiên lần này đó thì chúng tôi đã kêu gọi một cái lời kêu gọi đặc biệt, tức là chúng tôi kêu gọi đến cái giới trẻ, những người mà sinh ra sau chiến tranh và lớn lên tại hải ngoại. Chúng tôi kêu gọi tất cả các em, các cháu, các bạn trẻ đó, hãy một lần nhớ đến các cô, các chú, các bác thương phê bình đang sống trong cái cuộc cái thảm cảnh ở quê nhà mà không được ai chăm sóc và bị xã hội cộng sản đó, cái tổ chức đảng cộng sản bỏ rơi họ. Thì theo Kim Linh nghĩ đó là thứ nhất là mình là ái nữ của một người trong tất nhiên là cũng là một lính của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là ba của Kimberly, và khi ba của chị qua đây đã có thể nói là hy sinh rất nhiều, và cũng như tất cả anh em lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh rất nhiều, thì đây là một cái hy sinh rất là nhỏ, 20.000 đối với có thể nói là cái sự hy sinh của những người mà đã hy sinh cho chúng ta để được cái freedom chúng ta có hôm nay đó, thì chị Kimberly nghĩ là một cái số tiền rất là nhỏ. Tuy rằng những nhà bảo trợ lớn rất đáng được hoan nghênh với tấm lòng đã nghĩ đến chương trình, đến những người thương phế binh đã hy sinh một phần thân thể của mình để chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, nếu không có những nhà bảo trợ khác, những cá nhân, hội đoàn và doanh nghiệp, và đặc biệt là hàng ngàn những khán giả đã đến tham dự dưới cái nắng oi bức của mùa hè, thì đại nhạc hội của chúng ta liệu có thành công như mong muốn của các ban tổ chức như ngày 12 tháng 7 vừa qua? Chính vì vậy, từ nhà bảo trợ, hội đoàn cũng như các khán giả lớn và nhỏ tuổi cũng muốn nói lên những tình cảm và suy nghĩ của mình đến chương trình. Em tên là Lâm Thị Mai Ngân. Em hôm nay cảm thấy rất là vui khi được có mặt ở đây và rất là xúc động vì được tham gia chương trình Cảm ơn Anh gây quỹ ủng hộ cho những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là tên là Lý Thị Thái, hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam Do Già, đến đây với một cái sứ mạng là khuyên góp được một số tiền là 9.650 đồng và đã gửi đến ban tổ chức rồi. Mong rằng đó là một món quà nho nhỏ gửi về cho các anh thương phế binh còn kẹt lại ở quê nhà. Lần nào mà đại nhạc hội Cảm ơn Anh là cô cũng có mặt hết để mà mình mong là mình đóng góp được một chút gì đó cho quý anh mà thương phế binh ở quê nhà mà bất hạnh sống một cuộc sống rất là vất vả. Đại nhạc hội đã diễn ra thật ý nghĩa trong không khí hào hùng của các MC điều khiển chương trình, hòa cùng với tinh thần yêu tự do của khán giả đồng hương xa gần đến tham dự với những lá cờ vàng ba sọc đỏ được giơ cao, thể hiện sự đồng lòng đoàn kết mạnh mẽ. Chương trình đã diễn ra tốt đẹp với tổng số tiền trợ cấp từ các nhà bảo trợ lớn nhỏ là 864.200 Mỹ Kim. Con số đã gần bằng với mong đợi của ban tổ chức, và đó là niềm vui lớn của chương trình và cũng là niềm hạnh phúc cho các thương phế binh tại Việt Nam. Đại nhạc hội đã kết thúc lúc 7 giờ chiều cùng ngày với một bài hát thay cho lời chào chia tay của các MC và các nghệ sĩ trên sân khấu gửi đến quý khán thính giả. Thưa quý khán giả, một sự kiện đáng chú ý khác của cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã diễn ra, đó là buổi gặp gỡ của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius với đồng hương người Việt tại hai miền Nam và Bắc Cali. Mời quý vị cùng theo dõi. Và cũng trong ngày Chủ nhật vừa qua, ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã có một lịch trình bận rộn đến các nơi để gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nam Cali. Đầu tiên, ông đã đến thăm chùa Phật Quang, nơi đặt văn phòng 2 Viện Hóa Đạo của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Ông đã có buổi nói chuyện với Thượng tọa Thích Giác Đẳng cùng với bà con đồng hương Phật tử tại đây. Cảm ơn ông đã tới thăm chùa Phật Quang rất nhiều. Cảm ơn nhiều lắm. Thank you. Cảm ơn nhiều lắm. Dư vị xin đặc biệt là chào mừng đại sứ đến với chùa Phật Quang, với chương trình của giáo hội, và chúng tôi xin tới sự cảm kích chân thành của toàn thể giáo hội của Phật Hải Đường và đồng với sự hiện diện của đại sứ hôm nay. Cảm ơn nhiều lắm. Đó là vinh dự của tôi để sang đây chiều nay
lý do thầy nói với dòng bác là trước khi sang đến Việt Nam lần thứ hai, thầy đã học với một vài giáo viên rất là giỏi, nhưng họ dùng là dùng hay nói. Giáo viên đã nói bài nhóm nam. Nhưng bây giờ tôi đã quên tất cả và tôi vẫn còn nhớ dòng bạc, xin lỗi. Thượng tọa Thích Giác Đẳng cũng cho biết thêm. Thực ra đây là một dấu hiệu rất là đáng mừng, là vì trong cái sự cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đó, thì chính phủ Hoa Kỳ trong sự thăm viếng của đại sứ tại thủ đô người Việt tại đây cho thấy rằng chính phủ Hoa Kỳ nhận ra được cái tầm quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, và cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ rất là cần thiết để có cái tiếng nói của mình ở trong sự cải thiện quan hệ đó. Và nếu chúng ta làm tốt được điều đó thì chúng ta sẽ đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đất nước chúng ta. Thế thưa tòa nghĩ sao khi có dư luận cho rằng nhân ông đại sứ Mỹ đến gặp đồng bào chúng ta tại Quận Cam, họ yêu cầu ông đại sứ bảo đảm cho Hòa thượng Thích Quảng Độ có một chuyến viếng thăm Hoa Kỳ và đặc biệt ngài trở về an toàn, thì thưa tòa nghĩ như thế nào về cái dư luận của đồng hương Phật tử của chúng ta cũng giống như đồng bào ở đây tại hải ngoại, thưa thưa tòa? Dạ, thật ra thì vấn đề không phải là chuyện Đức Tăng Thống ngài có sang thăm Hoa Kỳ hay không thăm Hoa Kỳ, mà vấn đề là nhà cầm quyền Việt Nam có thừa nhận tư cách hợp pháp của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất hay không. Ở tại Việt Nam thì giáo hội vẫn bị đặt ngoài vòng pháp luật. Thì vấn đề quan trọng là vấn đề phục hoạt giáo hội, chứ không phải là vấn đề Đức Tăng Thống đi ra Hoa Kỳ hay trở về. Yeah. Sau đó, ông đã có buổi gặp gỡ đồng hương tại hội trường Crossline Community College, thành phố Westminster vào buổi chiều. Nhiều người cho biết đã lái xe từ San Diego, từ Pomona đến từ sáng để kịp có mặt trong buổi gặp gỡ hiếm có và đúng thời điểm này, do văn phòng dân biểu Alan Lowenthal tổ chức hết sức chu đáo. Cùng ngồi bàn chủ tọa với đại sứ Ted Osius còn có các dân biểu Ed Royce, Loretta Sanchez, Dana Rorapacher và dĩ nhiên dân biểu Alan Lowenthal cùng đến để gặp gỡ cử tri gốc Việt. Đại sứ Ted Osius gần như chiếm ngay được thiện cảm của mọi người khi ông chào hỏi cử tọa và phát biểu khoảng 5 phút bằng tiếng Việt khá chuẩn. Quý vị và các bạn dân nghiệp, và đó là lý do ông ấy đã bắt đầu truyền thông này để sang đây. Và mỗi đại sứ đã sang đây sau đó để trao đổi ý kiến và để học nhiều của quý vị và các bạn. Ông Osius đã giải thích cho khán thính giả, hầu hết là người gốc Việt lớn tuổi, hơn chục báo giới Việt ngữ và các nhân viên chính trị địa phương về chiến lược của chính quyền Tổng thống Obama trong việc cải thiện tự do dân chủ ở quốc gia Đông Nam Á này, cũng như lắng nghe những mối quan tâm của cộng đồng. Trong 2 giờ đồng hồ, ông Osius dành phần lớn thời gian trả lời câu hỏi về thái độ của chính phủ Việt Nam đối với cộng đồng hải ngoại, số phận của các cựu quân nhân Cộng Hòa và nạn nhân thiệt mạng trong chiến tranh và lệnh cấm vận những sản phẩm sản xuất ở Việt Nam. Đề xuất Việt Nam là một trong 12 quốc gia gia nhập Hiệp ước TPP, quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, và tăng cường quan hệ hợp tác an ninh Việt-Mỹ chống lại Trung Cộng, có thể buộc Hà Nội cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình. Ông Osius cho biết trong suốt chuyến viếng thăm đầu tiên đến Lido Sài Gòn. Trong năm nay, chính phủ Hoa Kỳ có thể dùng đòn bẩy ngoại giao, ông Osius phát biểu, gây áp lực trên hai vấn đề chính yếu để buộc chính quyền Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền mà theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết là vẫn còn nghiêm trọng trong tất cả mọi lĩnh vực quan trọng. Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama đã đi đến một cái điều nhất thiết hai bên là sẽ bảo toàn sự vẹn toàn lãnh thổ của hai quốc gia. Kính thưa ông đại sứ, trong trường hợp giàn khoan 981 lại xảy ra thêm một lần nữa, phía lập trường của Hoa Kỳ sẽ như thế nào? Và liệu Hải quân Hoa Kỳ có nhiệm vụ cứu vớt tất cả những thuyền nhân, những thủy thủ, những tàu người, ngư phủ của Việt Nam khi bị tàu Trung Quốc đánh chìm hay là không? Well, first let me say, the Chinese like to say that what happens in Biển Đông is none of our business. That's not the case. For 239 years, the United States has stood for freedom of navigation around the world. We have a right to operate our planes and our boats, and people who want to engage in commerce have every right to pass freely through the waters of the Biển Đông, the South China Sea. And we continue to exercise that right every day.
So there were planes and boats of the United States flying and traveling through that area yesterday, there today, and there will be tomorrow. And we will continue to travel through that area. The United States opposes unilateral actions by any nation that increase tensions in the area. We don't take a specific position on the territorial disputes that are underway. We have a very strong interest in how those disputes are resolved. The position of the United States government is that those disputes should be resolved via diplomacy, via use of international law, and that we won't tolerate intimidation and unilateral actions. We have a three-part strategy for dealing with the South China Sea, and that is support for diplomatic efforts, which means unity with ASEAN, support for legal efforts, supporting the efforts of those countries that are using legal recourse to address the issues, and building the capacity of our partners. Vietnam has requested our help in building, in particular, its maritime capacity, and we are providing assistance in that area and will continue to do so. Thứ nữa, Hà Nội muốn tăng cường mối quan hệ quân sự với Hoa Kỳ để đẩy lùi khẳng định chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông của Bắc Kinh. Trung Cộng đang xây dựng các đảo nhân tạo trên tuyến đường hàng hải nổi tiếng thế giới để khẳng định chủ quyền vùng biển trên khu vực mà Việt Nam và một số quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền. Chuyến viếng thăm Lido Sài Gòn, cộng đồng người Việt lớn nhất ở hải ngoại của ông Tân Đại sứ, diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Obama tiếp đón Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng tại phòng bầu dục. Cuộc gặp trùng với dịp kỷ niệm 20 năm tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt-Mỹ. Được biết, Đại sứ Oseas cũng được mời đến dự bữa cơm tối thân mật với các nhân vật tiếng tăm trong cộng đồng người Việt địa phương vào tối Chủ nhật. Và sau khi có 3 ngày gặp gỡ cộng đồng người Việt tại miền Nam Cali, vào ngày thứ Ba, 14 tháng 7, lúc 2 giờ rưỡi chiều, ông Ted Oseas đã có mặt tại City Council Chambers của San Jose City Hall để gặp gỡ cộng đồng người Việt tại miền Bắc Cali. Chương trình do văn phòng dân biểu Mike Honda tổ chức với sự tham dự của đông đảo người Việt tại đây. Ông đại sứ Ted Oseas đã có buổi gặp gỡ thân tình và ông cũng đã trả lời những câu hỏi của đồng hương miền Bắc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, cũng như mối liên hệ về kinh tế, chính trị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện tại. So thank you. Cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn rất là nhiều. Những câu hỏi và phòng chính viên Việt Nam khác. Cảm ơn rất là nhiều. Và kính thưa quý khán giả, cũng trong ngày Chủ nhật vừa qua, phóng viên Việt Today cũng đã có dịp tham dự buổi lễ huý kỵ cụ Kỳ Vĩ Quận Công Phụ Chính Đại thần Nguyễn Văn Tường, một vị đại thần triều Nguyễn yêu nước, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nước nhà. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua, hậu duệ cháu chắt gia tộc Phụ Chính Đại thần Nguyễn Văn Tường đã long trọng tổ chức ngày lễ huý nhật cho cụ, một đại thần triều Nguyễn đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn lịch sử chống Pháp của dân tộc nửa sau thế kỷ 19. Ông tộc trưởng Nguyễn Văn Toại đã cho phóng viên Việt Today biết thêm về lịch sử cũng như ý nghĩa của buổi lễ. Đây không phải là một cái tục lệ riêng của gia đình chúng tôi, nhưng mà đây là một cái tục lệ của cái dân tộc Việt Nam mình. Nhưng mà đặc biệt trong cái gia tộc của những cái người hậu nguyện ở làng An Cư, tỉnh Quảng Trị là gặp nhau để mà vinh danh và nhớ đến công ơn của cụ cố quận công Nguyễn Văn Tường. Thì trong cái buổi lễ này chúng tôi thường thường nhắc đến những cái công ơn cụ đã làm trong những cái ngày tháng mà cụ đã phục vụ quốc gia và dân tộc. Ngoài ra chúng tôi còn gặp nhau lại đây để mà cho con cháu của cụ được có dịp gặp nhau để mà nhớ nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong cái tinh thần tương thân tương ái, đặc biệt là trong lúc xa quê hương này. Thêm nữa,
đối với chúng tôi thì cụ Nguyễn Văn Tường, ngoài những cái công đức của ông đối với gia đình và làng Mạc, ông còn là một cái công thần có công lớn đối với tổ quốc, nhất là trong cái thời gian mà người Pháp bắt đầu xâm lăng Việt Nam từ triều từ Đức. Ông là người đã đề nghị và được chấp thuận để mà điều khiển cái chính sách hòa để thụ và thụ để sẵn sàng chiến đấu phục hưng sau này. Thế nhưng mà công chuyện không thành, thành thử ra người Pháp đã bắt ông cùng với một số chính khách khác. Họ là những cái người chính khách đầu tiên ở Việt Nam mà bị lưu đày biệt xứ. Riêng ông Nguyễn Văn Tường thì ngoài cái chuyện mà bị lưu đày biệt xứ, ông lại còn bị tước đoạt hết tất cả các chức tước, và con cái không được thi cử, và tất cả những tài sản của ông đều bị hủy hoại. Ngày lễ Húy Nhật, cụ đại thần Nguyễn Văn Tường có mặt đông đủ những hậu duệ, cháu chắt của ông từ khắp nơi về tham dự. Buổi lễ diễn ra thật long trọng với phần giới thiệu bà con, thân bằng quyến thuộc, lễ niệm hương và lễ tạ. Và sau đó là phần phát biểu của đại diện các con cháu. Ai nấy đều bồi ngồi xúc động và cũng thật sự tự hào về người cha ông của mình, vị đại thần Nguyễn Văn Tường, cả một đời hy sinh vì đất nước. Kính thưa tất cả quan khách, đài truyền hình Việt Tu đây và tất cả bà con tộc Nguyễn Văn. Hôm nay trời rất là đẹp và trong lòng mọi người cũng cảm thấy đẹp phấn khởi. Trong bầu không khí ấm cúng vui tươi hôm nay, chúng tôi xin gửi lời chào mừng tất cả quý vị và xin cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là lần thứ tư chúng tôi tổ chức được ngày hủy kỳ cho kỳ vị quần công Nguyễn Văn Tường, một trung thần của triều Nguyễn đã hết lòng vì nước vì dân và lo cho dân tộc, mà chúng tôi rất lấy làm hạnh diện là con cháu của cụ. Từ thế kỷ 20 về trước, giới sử học đánh giá phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường là người đứng đầu phái chủ chiến của triều đình Huế. Ông là người yêu nước bất khuất chống Pháp sau biến cố Kinh Đô năm 1885. Ông cũng là thế hệ tù nhân chính trị đầu tiên bị Pháp đày đi Côn Đảo và cũng là tù nhân Việt Nam đầu tiên bị đày sang Tahiti. Ông đã cô đơn, tuyệt vọng trong cuộc đấu tranh vì lý tưởng yêu nước và bệnh tật cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng nơi xứ lạ quê người. Nhà nghiên cứu sử học, giáo sư Lê Đình Cai có mặt trong buổi lễ cũng cho biết thêm. Trên phương diện về sử học, người ta đánh giá cụ là một nhà yêu nước, một người chống Pháp, và đó là một cái điểm son trong đời cụ. Và kết quả cụ phải trả giá là sự chết trong thầm lặng và cô độc tại quần đảo Tahiti ở vùng Thái Bình Dương. Tất nhiên trong lịch sử, khi nói đến cái vấn đề cụ là áp lực để có thể ba vị vua phải từ chức và có thể đưa đến cái chết của các vị vua đó, người ta vẫn cáo buộc cụ đã làm những hành động mà họ trong triều đại của nhà vua thì điều đó họ sẽ chống đối. Nhưng trong lịch sử vẫn có thể biện minh nhiều cách cho cụ khi cụ chủ trương là dứt khoát phải chống lại cái sự cai trị của người Pháp, thì đó là một điểm son trong cuộc đời cụ. Sau phần nghi lễ, mọi người được gia chủ mời lại dùng bữa trưa thân mật với những món ngon xứ Huế đặc trưng. Ngoài ra còn có phần rút thăm trúng quà lưu niệm. Và sau đó, mọi người cùng chụp hình để kỷ niệm ngày đoàn tụ gia đình. Vừa rồi là những sinh hoạt cộng đồng của Đồng Hương Người Việt vào cuối tuần qua. Nam Minh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cũng xin cảm ơn công ty Deluxe Cargo San Jose đã bảo trợ cho chương trình. Nam Minh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Phóng sự cộng đồng tuần sau.